Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một ít hàng mồi thuốc, vài cây qua sử dụng và vài cây nêu để giao lưu với anh em. Cách giao dịch của anh em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và cái code anh em 10 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gọi Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giúp em. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship nha anh em. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em, không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Đầu tiên em bắt cái con này là em có mấy con em thu của khách, rồi em giao lưu với anh em. Đầu tiên em có một cái con này là 204, con này nó tình trạng rất là đẹp luôn, từ vỏ tới ruột đẹp, nhưng mà bị anh khách ảnh có chỉnh nằm nè, thì nó có xước, nó có xước, hơi xước ở đây à, và cái nó cũng có hơi xước nhẹ cái bản lề. Em đã canh chỉnh lại đều đẹp cho anh em, anh em nhìn cái màu rơm của nó nè, và nó không cấn mớp luôn. Nói chung là cái tổng thể của nó rất là đẹp, nó là không một chút cứng mớp, không một chút cứng dâm gì luôn ha. Cái màu rơm cũng vậy nữa nè, xước xác thì em thấy cũng chưa không có luôn á, có nhưng mà nói có thì không đúng, nó cũng phải có ít, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy là. Còn nói cái bên cái phần bản lề á, thì đây nó có những cái vết xước do cái chủ cũ họ chỉnh ha, nhưng mà cái bản lề này em đã chỉnh lại rồi, nó cũng đều đẹp. Và bản lề này bản lề zin nha anh em. Cái nó chỉ có vấn đề đó thôi, chứ còn từ ruột vỏ thì nó khá là đẹp luôn á, vỏ ruột nó khá đẹp luôn á nè, bánh xe cực bán luôn, lưỡi gà bao khỏe. Lề này lề zin ha, nó có cái vết nó hơi dấu xước xước của cái bản lề, tại vì chủ cũ không biết họ chỉnh đó, chỉnh năm rồi. Còn tổng thể của nó thì khá là đẹp, năm cũng hay. Xước chủ đề Zippo đó, nó điểm trừ của nó là đó thôi ha, còn lại thì tổng thể góc cạnh đồ đẹp lắm, không có một vết chấm phim luôn á, xước có vài điểm xước nhẹ thôi. Là số 1370 anh em mời thuốc, con này cực đẹp. Lên phần Amor Brad 2020, con này em cũng thâu của khách luôn, con này cầm nặng chịch, lề lối ok nè. Đây có dầm nhẹ ha, có dầm nhẹ, dầm xước nhẹ. Cái ruột vàng theo cái con vỏ này, vỏ Brad nha anh em. Con này là một con Brad đó, đây là ruột vàng luôn á, mà chủ họ kiểu họ chùi AutoSon á, cái ruột này anh em từng có xưa thích chùi AutoSon á, cái ruột thép mạ vàng anh em chùi AutoSon thì nó sẽ bay nha, là nó bay ra trắng nhấp như vậy luôn á, các chủ không biết, các cũng kiểu lao AutoSon nè. Những cái khuyến cáo anh em là những cái ruột vàng, cái ruột mà mạ vàng á, là đừng bao giờ mà chét cái AutoSon lên nha, lao qua là nó bay liền luôn á. Ruột này là ruột vàng nha anh em ha. Đó,
ruộng này là ruộng vàng. Con này là con rác nha, 2020 ruột trùng năm á. Lao qua tô son nó mới chịu cái kiểu mà nó đều đặn vậy, kiểu như là giống như spa á. Anh em không tin, anh em lấy cái luộc bàn của anh em á, thử anh em lao auto son qua một cái thì nó la bay sạch luôn. Auto son nó mạnh lắm. Có muốn lao thì mình lao cà na ha, lao bằng cà na nha. Em khuyến ba khuyến cáo cho anh em rồi đó. Cái máy này nó lấy nét kỳ quá. Con này chưa sửa chữa nha nè, có cấn nhẹ, có cấn xước nhẹ. Số 2 Amo bỏ giày 520. Rồi một con la mã mồi thuốc. Đây là một con chủ đề hạt lay Davidson. Con này nó có phôi phai, sản xuất năm 94. Nó có phôi phai nhưng mà nó gốc cành nó đẹp, lề lối đẹp nữa ha. Con này có thời gian em xả rơm ra là khá đẹp luôn á. Được cái chủ đề hạt lay Davidson. Con này là xả Niken, nói đúng hơn là xả Niken, vì con này lúc trước nó là mã bạc. Đây chủ đề hạt lay Davidson xin hẹn. Và cái này là các bạn kỷ niệm 85 thờ luôn á, 1903-1988. Cái chủ đề của nó thôi, cái chủ đề của cái ông này á, là kỷ là bản kỷ niệm 85 thờ của hạt lay Davidson. Con này thì nó không cấn mớp anh em, và nó có phôi phai loại đồng. Âm ok. Chưa sửa chữa ha. Ruột thì trùng năm, có xước thì ruột trùng năm. Chủ đề con này xả ra đồng. Thời gian làm mã số 2500 của mã số 3 chứ. Đây, mã số 4 là một con này nó cũng đẹp nè, con này anh em chơi cũng khá hay. Đây là một con Black Eye, mà Black Eye này nó nằm trên một con 2000, đầu 2000. Chủ đề Windy luôn. Sản xuất đầu 2000. Tình trạng thì qua sử dụng ít nhưng mà nó còn khá là đẹp. Góc cạnh là không có cứng mớp anh em. Này nó bám dấu vân tay mình nó nên nó. Nguyên xin ha. Ruột trùng năm, sao nó có cái vết oxy hóa trên cái ruột xíu, nhưng mà những cái màu ruột anh em nhìn nè, những cái ruột từ thành nắp cho tới thành buồng đốt này. Rất đẹp và rất mới.
con Deck Eye nằm trên một con La Mã đầu 2000 ha. Là chủ đề của nó là chủ đề của Jigger. Cũng lạ lạ, nó cũng hay hay. Slim Trung Niên Solid Rat ha nè, 3292 đầy lõi ok nè. Không có cứng mớp nha nè, Solid Rat. Con này ruột mờ ở rõ mọc luôn nè, con này ruột nó rõ mọc luôn. Ruột khá đẹp luôn ha. Anh bé. Ruột khá là đẹp. Ít xước luôn á nè, ruột này ít xước luôn. Tổng thể vỏ thì nó không cấn mớp, khá đẹp cho con Slim Trung Niên. Và Solid Brass ha. Cái là rõ, nó ruột nó rõ năm và nó ít xước, góc cạnh thì nó đẹp không cấn mớp luôn. Số 5 800 cành Slim Trung Niên ha. Slim Solid Solid Rat. Rồi em qua mấy con new nay lên chục con. Cái bút amo lấy mà quên coi không coi, nó về không có bút, nó kẹt bút luôn cho anh em. Cái này ném lao sao, cái này trên này nó dính mực hay gì, nãy giờ lao nó không ra. Một con
chủ đề về tàu ngầm full nắp. Con này cắt sâu ha anh em, này cắt ăn mòn mà nó không đổ sơn. Con này sản xuất 2003 đầu 2003, chất lượng một con la mã, lề la mã, nó có sức tơ nhẹ nha anh em. Chủ đề khắc, chủ đề xin hãng à, không đổ sơn nha. Mấy con như vậy á, thì những cái chủ đề như vậy á, thì anh em chắc chắn là khỏi sợ mà chủ đề lên chủ đề gì cả. Cái gì khi anh em khắc ăn mòn xong á, thì nó mới đem lên nó mạ chrome, nên chắc chắn là chủ đề xin hãng. Còn sau này anh em mà những cái chủ đề mà khắc ăn mòn mà đổ sơn á, thì phải soi cho kỹ. Còn cái này là khỏi cần, anh em khỏi cần phải soi gì hết á, tại vì nó khắc đổ sơn, nó không có, nó khắc ăn mòn nó không đổ sơn á, thì chắc chắn là khỏi, anh em khỏi phải lo chủ đề lên, tại vì trước khi mà nó mạ chrome á, nó đã khắc rồi. Tình trạng là chưa qua sử dụng anh em. Con này còn tem 203, em bao ruột trùng cho anh em. Replica 41. Con này mà black eye luôn. Dòng rep 41 mà black eye. Sản xuất 2010. Chủ đề về gơ và 1/250 con nha anh em. Con đầu tiên của trên trong tổng 250 con ha. Sản xuất 2010. Con một con rep mà black eye, tình trạng chưa qua sử dụng. Chuẩn bờ buồng đốt 7, mỗi bên 7 lỗ. Ruột rep 41 chuẩn luôn ha. Ruột trùng 5. Có bút rep luôn, 1 triệu, 1 triệu nha anh em, bút chuẩn rep 41. Rồi em lên một con tàu chiến, con tàu chiến HB sản xuất 2000, một kép phần sau thì nó còn tem nhưng mà đã bị mất zin, đã bị xé tem rồi.
ruột trùng 5 tháng. Chủ đề riêng hãng nha anh em, cam kết chủ đề riêng hãng cho anh em. Kẹt đá. Nó bị kẹt đá. Ruột trùng 5 tháng ha. Cam kết chủ đề riêng hãng. Con nào em cam kết thì em sẽ dám cam kết với anh em. Còn con nào chủ đề mà khắc hay lên thì em sẽ báo với anh em. Số 81200 1200 nha anh em, một con tàu chiến full book. Đây con này cũng đẹp lạ luôn. Đây một con vinh tạc bút giấy này. Con vinh tạc. Chủ đề hai mặt luôn anh em. Xe Yamaha, xe cổ, cách ăn màu đổ sơn. Tình trạng là chưa qua sử dụng ha. Sản xuất năm 97. Dòng vinh tạc mà một con vinh tạc không chặt gốc anh em, một con vinh tạc không chặt gốc. Thành nắp thành buồng đốt là đẹp ha, không có xước gì luôn. Ruột trùng 5. Con này chưa có lót, em lót lại đây. Chủ đề là xe cổ. Chủ đề là xe cổ của hãng Yamaha. Tạc cũng độc lạ luôn. Nó có dướng cái miếng lót này, nó hơi hở lên nè. Anh em thích chơi dòng
Vinh đẹp 37 đi chơi con này. Đọc đẹp lạ. Chủ đề đẹp. Số 9 1100 rồi em lên con số 10 là một con đáy lòi chỉ xéo mạ bạc. Con đáy lò chỉ xéo anh em. Con đáy lò chỉ xéo mạ bạc. 91. Tình trạng là chưa qua sử dụng. Em này thì ruột trục năm rõ vạch luôn ha. Tình trạng là new, có bút giấy cho anh em. Và ruột nó là trục năm rõ vạch. Thường cái giai đoạn này thì anh em cũng biết là nó hay rơi vào cái lỗi hãng là ruột bị dập mờ mọc. Giai đoạn 88-93. Còn con này thì được là cái ruột rõ mọc luôn ha. Mạ bạc toàn thân nha anh em. Đấy là chữ xéo ha anh em ha. Dòng xuất riêng cho thị trường Nhật từ năm 86 cho tới 91. Chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đó năm thôi. Đấy là chữ xéo mà bạn. Mã số 10. 1150. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.